Rồi, mở khóa kết cục, sóng gió khởi nghiệp đúng vậy. Bạn chính là Tây Ấn Âu tiếp theo. Trong nhiệm vụ sóng gió khởi nghiệp, bạn ủng hộ triết lý kinh doanh của Tây Ấn Âu, cảm tính cộng 50. Anh em lưu trữ nha. Rồi, cải cách pháp chế 2.0 chỉ những người tài đức vẹn toàn. Trong nhiệm vụ cơ duyên, cải cách pháp chế bạn chọn nắm Guda, ban hành luật pháp nhân từ. Cảm tính cộng 50, lưu trữ. Ok anh em, chuyên gia tình cảm. Trong nhiệm vụ cơ duyên, chuyên gia tình cảm với suy nghĩ theo hướng cảm tính khuyên giải cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Cảm tính cộng 50, khi mà tất cả ba chỉ số nó đều đạt hơn 400 điểm thì nó tự động nó mở cho anh em cái này. Mình mở cái báo làng báo sớm rồi nè. Mình trang bị nè. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Trong video ngày hôm nay tiếp tục với nhiệm vụ cơ duyên á, thì cái thiên hướng cảm tính thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ là sóng gió khởi nghiệp nha anh em. Thì anh em sau khi mà đủ cái mốc là 240 điểm, 40 điểm chứ không phải là 50 điểm nha anh em. 240 điểm thì anh em có thể nhận cái nhiệm vụ này. Thì anh em click vào để cho nó tự chạy nha. Ok, khi chạy tới đây thì anh em cứ nói chuyện với NPC này thôi. Hai người này vốn dĩ là đối tác sáng lập công ty, họ tranh cãi với nhau, tôi phải giúp họ đưa ra lựa chọn chấm dứt cuộc tranh luận. Anh em chọn là cảnh hạng mục rất quan trọng, ủng hộ triết lý kinh doanh của Tây Ước Âu nha. Thì cái thằng Tây Ước Âu là cái thằng bên đây nè, anh em bấm vào nó nha. Anh em chọn là cảnh hạng mục rất quan trọng. Ok, vậy là cảm tính của mình cộng 50 điểm thì nó sẽ mở ra thêm một cái nữa. Mình mở ra luôn nha, nhưng mà sóng gió khởi nghiệp chưa hoàn thành nha anh em. Rồi, mở khóa kết cục, sóng gió khởi nghiệp đúng vậy. Bạn chính là Tây Ước Âu tiếp theo. Trong nhiệm vụ sóng gió khởi nghiệp, bạn ủng hộ triết lý kinh doanh của Tây Ước Âu, cảm tính cộng 50. Anh em lưu trữ nha. Rồi, thì tiếp tục nó sẽ là cái nhiệm vụ tiếp theo khi mà anh em đạt được cái mốc 325 điểm ha. Đó là cải cách pháp chế nha anh em. Thì anh em cứ click vào, nó sẽ tự chạy đi. Anh em chạy tới đây để nói chuyện với phủ thành chủ nha. Sau khi anh em nói chuyện với phủ thành chủ xong, nó còn cái dấu nói chuyện nè, anh em nói chuyện tiếp nha. Anh em chọn là lấy lòng từ bi làm căn bản. Ok, cảm tính cộng 50 nữa nha anh em. Sau khi mà cái cảm tính cộng 50 thì mình lại mở khóa được thêm một cái nhiệm vụ nữa. Đó là chuyên gia tình cảm. Có nghĩa là mình đủ cái mốc 400 điểm luôn anh em. Mình sẽ bấm mở ra nha. Anh em chạy qua nói chuyện với nấm Guda xong thì nhiệm vụ nó tự chạy về trả thôi. Rồi, cải cách pháp chế 2.0 chỉ những người tài đức vẹn toàn. Trong nhiệm vụ cơ duyên, cải cách pháp chế bạn chọn nắm Guda, ban hành luật pháp nhân từ. Cảm tính cộng 50, lưu trữ. Rồi, bây giờ tiếp theo đó là chuyên gia tình cảm. Ở cái mốc địa là điểm là 400 điểm nha anh em. Thì bây giờ anh em cứ click vào, nó sẽ tự chạy tới cái chỗ vợ chồng cãi nhau.
bấm vào đây để nói chuyện tiếp nha. Anh em chọn là đánh thức tình yêu trong lòng của hai người. Cái này nó có một đáp án thì anh em chọn vô đi. Rồi anh em chọn là khích bác họ ly thân. Ly dị. Hỏi chuyện lúc mới yêu nha anh em. Nói rõ đi. Rồi ok, cảm tính được cộng 50 điểm nữa nha anh em. Ok anh em, chuyên gia tình cảm. Trong nhiệm vụ cơ duyên, chuyên gia tình cảm với suy nghĩ theo hướng cảm tính khuyên giải cuộc cãi vã giữa hai vợ chồng. Cảm tính cộng 50, lưu trữ nha anh em. Rồi thì anh em vào trong đây nè. Khi mà tất cả ba chỉ số nó đều đạt hơn 400 điểm thì nó tự động nó mở cho anh em cái này. Mình mở cái báo làng báo sớm rồi nè. Mình trang bị nè. Đó thì ở đây những cái con bé nào mà nó cùng cái hệ báo làng báo sớm á thì nó sẽ tăng cái thuộc tính. Ở trên đây nè. Nó ghi nè. Thuộc tính trang bị tấn công cộng 20, nhận thuộc tính chí mạng cộng 2, tin tưởng anh linh cộng 5, 5%, tăng sát thương cộng 5%. Đó, cái này là nó sẽ con nào mà nó có cùng cái thiên hướng như thế này á, ba cái thiên hướng này nè, phản nghịch, kiêu ngạo và cảm tính thì nó sẽ mở được những cái này ha. Rồi ok, thì sau cái này mình sẽ tẩy cảm tính, mình đổi qua lý trí nha anh em. Và sau đó mình sẽ tẩy nhiều cái khác hơn. Đó, có rất nhiều cái nha. Rồi, ok. Cảm ơn em đã theo dõi video của mình nha. Nếu anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì cho mình xin một like và một lượt đăng ký kênh. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha. Bye bye.